Tiếp tục thông tin về vụ cháy xảy ra cách đây ít ngày ở ngoại ô Moscow của Nga, khiến cho nhiều người thương vong, trong đó có công dân Việt Nam. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga đã liên hệ với các nhân chứng để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc nghiêm trọng này. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga cũng đã liên hệ với bệnh viện và thăm nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa bỏng bệnh viện Podolsky 2. Trang trại trồng rau ở làng Netetrovo sau vụ cháy xảy ra. Trước vụ cháy, nơi đây có hàng chục công nhân làm việc, trong đó có nhiều người Việt Nam. Hiện trang trại gần như bỏ hoang, chỉ còn một người bảo vệ canh gác. Anh Nguyễn Văn Thành, quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, làm việc tại trang trại rau này đã được 5 năm. Anh Thành là một trong những người may mắn kịp thoát khỏi đám cháy. Chúng em đang ngủ thì có tiếng kêu la là cháy. Chúng em cũng có nghĩ là họ đánh nhau nên không dậy. Đến khi có khói vào trong nhà thì chúng em mới hò nhau dậy, thì lúc đấy thì cũng không biết làm sao được, chỉ có biết chạy ra khỏi, có cái cửa sổ là chạy ra khỏi cái cửa sổ thôi, chứ cũng không biết như nào. Đến lúc có những người có khả năng là có tiền có nong nên là quay lại lấy tiền lấy nong, thì cũng có khả năng là do ngạt khói mà chết. Cũng theo anh Thành, những người sống tại đây trong dãy nhà hình chữ nhật có một lối vào. Người Việt sống ở bên trong cùng. Lửa bắt nguồn từ phía cửa ra vào, khu người Uzbekistan sống, nên lúc cháy ở cửa không ra được. Người Việt có 17 người quê ở các tỉnh, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, trong đó Phú Thọ đông nhất có 9 người. Trong ngày 10 tháng 1, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga đã liên hệ với bệnh viện và vào thăm nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa bỏng. Chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện Podolsk số 2, nơi đang điều trị cho bệnh nhân người Việt Nam bị thương trong vụ cháy ở ngoại ô Moscow cách đây ít hôm. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga đã liên hệ với bệnh viện và đã được vào thăm bệnh nhân tại phòng điều trị bỏng bệnh viện số 2 Podolsk. Theo ghi nhận của phóng viên, bệnh nhân ở trong tình trạng tỉnh táo, có thể nói chuyện rõ ràng. Cô cho biết đã cảm thấy khá hơn so với mấy hôm trước, có thể ăn được chút ít. Tuy nhiên là vẫn còn đau ngực và hơi khó thở. Tại bệnh viện, chúng tôi ghi nhận sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ Nga đối với bệnh nhân Việt Nam. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng nặng, tuy nhiên đã ổn định và có tiến triển. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên cố gắng tự vận động để có thể phục hồi tốt hơn. Hiện nay công tác điều trị có gặp chút khó khăn do bệnh nhân không thể nói được tiếng Nga. Bệnh nhân cho biết chị có người nhà trong vụ cháy kể trên. Chị được họ đưa vào trung tâm cấp cứu ở Ramenskoye, nhưng sau đó trực thăng đưa chị đến bệnh viện cấp cứu và cũng thất lạc tin tức với người nhà. Trần Hiếu, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga. Vụ hỏa hoạn tại ngôi làng cùng với những ký ức đau buồn của những người lao động Việt Nam ở đây chắc chắn sẽ còn day dứt thêm nhiều năm nữa.